Xin chào quý bạn 12 con giáp. Chúng ta cùng bắt đầu tử vi hàng tuần của 12 con giáp dự báo từ ngày 24 tháng 9 2023 đến ngày 30 tháng 9 2023 là một quan trọng trong nghệ thuật tử vi Trung Quốc. Nó cung cấp thông tin về những sự kiện và tình hình tử vi của mỗi con giáp trong tuần đó, với một bài viết đầy hứng khởi về 12 con giáp để bạn có thêm thông tin và kiến thức thú vị. Để tôi giới thiệu sơ lược 12 con giáp trong văn hóa truyền thống người Á Đông. 12 con giáp là hệ thống của 12 con vật ứng với 12 cung hoàng đạo. Mỗi con giáp kéo dài trong một thời gian khoảng 1 năm. Có 12 con giáp gồm Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi. Mỗi con giáp đều mang một đặc trưng riêng, tượng trưng cho tính cách đời sống và vận may của người sinh năm đó. Để cung cấp một cái nhìn tổng quan về tuần mới của 12 con giáp, bạn hãy xem qua dự đoán vui vẻ dưới đây, xin hãy coi hết video này. Trước khi vào nội dung chính, xin quý mệnh chủ 12 con giáp bỏ ra vài giây ấn vào chữ đăng ký, hình ngón tay và chuông để nhận thêm nhiều video bổ ích và giá trị nhiều hơn. Xin cảm ơn. Sau đây là nội dung chính của 12 con giáp. Sửu đừng vội vàng bất cứ việc gì. Tỵ hạnh phúc trong chuyện tình cảm vào tuần này. Tuổi Tý đầu tuần tài lộc về ào ào. Tuổi Tý đang đứng trước những quyết định quan trọng về tình cảm. Tuy nhiên, đây có lẽ chưa phải là thời điểm thuận lợi mà con giáp này đưa ra sự lựa chọn cuối cùng. Có lẽ bản thân sẽ cần thêm nhiều thời gian suy nghĩ cho thấu đáo, sáng suốt hơn. Trong tuần có điềm báo hung tinh chủ về ưu phiền. Tuổi Tý lo lắng những chuyện xưa nay xảy ra mà không dám tiến bước. Người độc thân bị mọi người xung quanh gục ngã đã có phần mệt mỏi, nhưng vẫn chưa đủ can đảm để thay đổi cuộc sống của mình ngay lập tức. Đầu tuần đại lộc kéo về ào ào. Con giáp này có sự khéo léo và nhạy bén trong chuyện làm ăn nên nắm bắt tốt mọi cơ hội. Tuy nhiên, tuổi Tý cần phải xem xét lại các mối quan hệ xã giao của mình. Bản mệnh rất dễ mù quáng tin người, cuối cùng tự làm hại chính mình. Phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Tý tuần này không có nhiều may mắn. Con giáp này có nỗi phiền muộn khi bị cấp trên khiển trách về thái độ làm việc thiếu chuyên môn của mình. Bản mệnh cần phải chấn chỉnh lại tinh thần và tập trung nhiều hơn, có như vậy mới cải thiện được vận trình. Bính Tý 28 tuổi, chuyện gì sẽ đến, hơi đau mà phải phân tâm suy nghĩ nhiều về chuyện tình cảm, nên tập trung vào học hành, nghề nghiệp tốt hơn. Giáp Tý 40 tuổi, đã bắt đầu có những chuyện may mắn thuận lợi trong công việc làm ăn cũng như trong gia đạo. Đừng ôm chuyện của người thái quá, mang thiệt thòi cùng khẩu thiệt cho bản thân. Nhâm Tý 52 tuổi, công việc làm ăn phải tất bật nhiều, tài lộc vì đó cũng tăng lên, nhưng trong gia đạo lại phải tiêu pha những chuyện chẳng đừng. Canh Tý 64 tuổi, con cháu mang biếu tặng và cát hoặc tiền bạc bất ngờ đến, tinh thần phấn chấn vui vẻ. Có tin tức vui của bạn bè ở xa lâu năm không gặp, cẩn thận đôi chút về sức khỏe. Kết luận: sự nghiệp 7 điểm, tài lộc 6 điểm, sức khỏe 2 điểm, tình cảm 8 điểm, con số may mắn 42, 27 và 81. Tử vi tuần mới từ ngày 24 tháng 9 2023 đến 30 tháng 9 2023 của 12 con giáp nói rằng: Sửu đừng vội vàng trong bất cứ việc gì.
có những thứ bạn mình tin tưởng 10-10, đến khi kết quả lại bất ngờ. Đầu tuần con giáp này gặp nhiều thách thức, nhưng nếu suy nghĩ theo hướng tích cực, đây có thể là khởi đầu cho bản mệnh. Tuy nhiên, có thể thành công hay thất bại, con giáp này cần có sự can đảm và chuẩn bị tâm lý để đối mặt với thử thách. Về phương diện tình cảm, có chút trầm lắng vì tuổi Sửu không dành đủ thời gian cho nửa kia. Nếu nội tại hai người đang có nhiều hiểu nhầm thì nên thẳng thắn trò chuyện để tìm cách tháo gỡ. Tuần tới của bản mệnh không có gì đáng lo, dù đôi lúc xảy ra một chuyện rắc rối không đáng có. Nếu tuổi Sửu không kiểm soát tốt thì cuối tuần là thời điểm nguy hiểm nhất, sẽ khiến con giáp này bị tổn thương. Tuần này sẽ có nhiều người khiến tuổi Sửu cảm thấy bất ngờ vì bản thân đã từng tin tưởng họ nhưng vẫn bị đâm sau lưng lúc nào không hay. Hãy rút ra kinh nghiệm để không dễ dàng chia sẻ thông tin quan trọng cho bất kỳ ai. Ất Sửu 39 tuổi đi xa thuận lợi và vui vẻ, tuy nhiên phải chi phí tốn nhiều, tình cảm cá nhân không được vui lắm vì những giận hờn vô vấn, nghề nghiệp ổn định. Quý Sửu 51 tuổi, những dự tính cho công việc mới đã bắt đầu biến chuyển và có nhiều chiều hướng tốt, tuy nhiên cũng không phải là không có trở ngại, cần lưu tâm thật nhiều về giấy tờ pháp lý. Tân Sửu 63 tuổi, những chuyện hợp tác với người khác cũng gặp nhiều trở ngại, nên minh định rõ ràng để mất lòng trước được lòng sau. Lưu tâm kẻ tiểu nhân nói xấu ganh ghét. Kỷ Sửu 75 tuổi, sức khỏe có vẻ vẫn còn suy yếu, chưa hồi phục như tình trạng cũ. Có hy sự của con cháu mang về kiếm gia đạo tràn đầy hạnh phúc. Kết lục sự nghiệp 3 điểm, tài lộc 8 điểm, sức khỏe 6 điểm, tình cảm 7 điểm. Con số may mắn 1, 3, 15. Tuổi Dần, công nhân sự nghiệp khá tiến triển tốt đẹp. Tử vi tuần mới 12 con giáp nói rằng vận trình phương diện tài lộc của tuổi Dần từ 24 tháng 9 đến 30 tháng 9 2023 về cơ bản là thuận lợi. Tiền bạc của con giáp này trong tuần không thiếu, nhưng để chờ đến lúc tài lộc dồi dào thì cũng phải chờ tới túi cuối tuần. Tuổi Dần có từ nhiều nguồn, từ bản mệnh làm cái gì cứ yên tâm là có lộc, cần chăm chỉ mà thôi. Đường công danh sự nghiệp tuần này tiến triển khá tốt, con giáp này sẽ vượt qua những thử thách đang đặt ra. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng giải quyết được những vấn đề còn tồn đọng trước đó, nhờ thế mà được cấp trên tin tưởng giao nhiều trọng trách. Tuy nhiên tuần này tuổi Dần phải đối mặt với khung phận khá lớn, mối quan hệ tình cảm của con giáp này phải trải qua nhiều biến động thăng trầm. Dù bản mệnh đã cố gắng hàn gắn lại những rạn nứt trước đó nhưng cũng không thành. Khung tin cảnh báo con giáp này về tai họa bất ngờ có thể xảy ra. Bản mệnh đang để cảm xúc dẫn dắt mình mà quên hết lý trí, dễ đưa ra những nhận định sai lầm khiến mình hối hận sau này. Hãy suy nghĩ thật thấu đáo trước khi muốn làm bất cứ việc gì. Bính Dần 38 tuổi, công việc làm ăn bị trục trặc đình trệ nên phải ưu tư lo lắng. Tài lộc cũng bị eo hẹp, tình cảm cá nhân có nhiều rắc rối, sẽ có quý nhân giúp đỡ. Giáp Dần 50 tuổi, trong việc làm ăn nghề nghiệp vẫn chưa thanh thông thuận lợi, tài lộc vẫn đều đều, những chuyện dự tính cũ đã bắt đầu đưa ra thực hiện được và kết quả được tốt đẹp. Nhâm Dần 62 tuổi, cẩn thận lưu tâm về nhiều con cái. Việc làm ăn tuy vẫn bình thường nhưng phải bận tâm nhiều về
kẻ tiểu nhân hại gầm. Canh Dần 74 tuổi, bực mình nhiều về những người và làm việc xung quanh, cũng coi chừng về xe cộ, nhất là những lúc di chuyển con chó ngoan ngoãn có hiếu khiến tinh thần thoải mái. Kết luận: sự nghiệp 4 điểm, tài lộc 3 điểm, sức khỏe 4 điểm, tình cảm 7 điểm, con số may mắn 8, 24 và 72. Tuổi Mão, công việc tiến triển khá tốt đẹp. Tử vi tuần mới từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 2023 của 12 con giáp nói dần. Tuổi Mão sẽ được cát tinh trợ mệnh, công việc tiến triển khá tốt đẹp. Con giáp này trong tuần được quý nhân giúp đỡ nên nhìn rõ hơn bước đường mình phải đi, không còn chần chừ hay lo dự để mất cơ hội trước mắt. Bản mệnh biết được năng lực của mình nằm ở đâu và sẵn sàng thể hiện, không ngại gian khó, khó khăn có thể gặp phải. Con giáp này kiên trì và bền bỉ theo đuổi mục tiêu chứ đừng bỏ cuộc, thành công sẽ đến với tuổi Mão mà thôi. Đường tài lộc không được vượng, đầu tuần con giáp này sẽ mất tiền và những chuyện chẳng đáng. Thế nhưng bản mệnh đừng quá lo lắng, bởi tới cuối tuần sẽ có người giới thiệu cho công việc làm thêm, giúp gia tăng nguồn thu nhập ngay thôi. Bên cạnh đó, do hung tăng đe bám nên mối quan hệ tình cảm giữa bản mệnh và đối phương xuất hiện nhiều rạn nứt. Con giáp này không thực hiện sự tin tưởng mà khi đối phương chẳng hề biểu lộ mong muốn giữ mình ở bên nửa kia, tình yêu phải vun đắp từ hai phía mới có thể bền chặt được. Đinh Mão 37 tuổi, mọi việc diễn tiến một cách bình thường, chuyện giận hờn vớ vẩn tưởng cũng nên bỏ qua, kéo dài lâu quá chỉ làm chính mình thêm phiền nhiễu mà thôi. Tài lộc có may mắn nhỏ. Ất Mão 49 tuổi, gặp một vài chuyện nhức đầu trong công việc hiện tại thì phải tìm cách giải quyết cho thỏa đáng. Có sự đi xa hoặc dời đổi đó là xấu, nhưng lại biến thành tốt đẹp. Có tin vui về tình cảm. Quý Mão 61 tuổi, có một vài bất đồng nhỏ với con gái cũng như người phối ngẫu, cần giải thích cho hợp lý, mọi sự việc sẽ trở nên tốt đẹp. Cứng quá tóc sẽ gãy, tài chính vẫn khả quan. Tân Mão 73 tuổi, đường núi này trong núi nọ, kẻ mất chì lẫn chài, hãy tập trung vào công việc, chắc chắn sẽ có những kết quả thật khích lệ, gia đình yên vui. Kết luận: sự nghiệp 4 điểm, tài lộc 3 điểm, sức khỏe 3 điểm, tình cảm 5 điểm, con số may mắn 21, 6 và 30. Tuổi Thìn, công danh sự nghiệp khá tốt. Tử vi tuần mới 24 tháng 9 tới 30 tháng 9 2023 của 12 con giáp nói rằng hoạt trình công danh sự nghiệp của tuổi Thìn diễn ra rất khá. Tuy nhiên bản mệnh vẫn bị ảnh hưởng bởi những lồn đồn đại không hay. Con giáp này càng cố gắng, càng giành được nhiều thành công thì càng có nguy cơ bị tiểu nhân ám hại nếu không đề phòng. Đầu tuần bản mệnh không cẩn thận sẽ bị tiểu nhân lừa gạt. Con giáp này được nhắc nhở chớ nên khoe khoang nhiều về số tiền mình có trong tay. Cuối tuần sẽ có cơ hội cho tuổi Thìn gỡ gạt lại những gì đã mất. Đừng bỏ lỡ thời cơ hiếm có này. Nhân duyên của tuổi Thìn không được tốt, có lẽ hung vận lớn phần nào ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của con giáp này, khó mà tìm được tâm đầu ý hợp với mình. Bản mệnh cảm thấy buồn phiền khi xung quanh ai cũng có cặp có đôi. Tuy nhiên nếu mệnh tuổi Thìn vẫn sẽ gặp nhiều may mắn hơn vận trình so với
nam mệnh. Con giáp này cần phải đưa tay và nắm bắt hạnh phúc đi thôi. Đừng kén cá chọn canh mãi, nếu không vẫn cứ cô đơn lẻ bóng mà thôi. Mộc Thìn 36 tuổi, cẩn thận thật nhiều khi lấy xe cộ, dễ bị va quẹt về giao thông. Công việc hiện tại tuy mất rất nhiều nhưng kết quả đạt được cũng tương đối vừa phí. Bính Thìn 48 tuổi, vất vả trong công việc hiện tại, bù lại tài chính được rất khả quan. Cẩn thận thật nhiều những kẻ gian phi trộm cắp cùng kẻ tiểu nhân dòm ngó hại ngầm. Giáp Thìn 60 tuổi, vẫn còn một vài trở ngại trong công việc làm, sẽ có quý nhân tận lực giúp đỡ và phút cuối hóa giải được những bế tắc. Chuyện khắc khẩu trong gia đình nên tìm cách giải quyết cho em đẹp. Nhâm Thìn 72 tuổi, gia đình không được yên vui vì có sự bất đồng lớn trong cách giải quyết công việc xảy ra. Tài lộc khó may mắn bất ngờ, chớ nên phân tâm, lái xe càng nguy hiểm. Kết luận: sự nghiệp 6 điểm, tài lộc 4 điểm, sức khỏe 7 điểm, tình cảm 2 điểm. Con số may mắn 41, 65, 96. Tuổi Tỵ, hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Tử vi tuần mới 12 con giáp nói rằng tuổi Tỵ từ ngày 24 tháng 9 2023 đến ngày 30 tháng 9 2023 mong muốn có được tình yêu tốt đẹp như trong mộng, thì hôm nay con giáp này sẽ được tạo nguyện đó. Đào hoa khởi vượng, tình cảm đôi lứa như được thăng hoa lên tầm cao mới, thậm chí có người tính tới chuyện trăm năm. Tuy nhiên, bên cạnh những niềm vui và hạnh phúc trong chuyện tình cảm là những mối nguy hiểm, có thể bị hung tinh ngáng trở vận trình công danh sự nghiệp của bản mình. Kẻ tiểu nhân ganh ghét những thành công mà tuổi Tỵ có được. Tất nhiên, trong tuần con giáp này sẽ được điểm nhấn cho mình bởi những thành quả có được sau ba công sức bỏ ra. Bản mệnh có sự sáng tạo mà không phải ai có được. Không có thành công nào là dễ cả. Hãy cố phát huy thế mạnh của mình nhiều hơn. Tình hình tài chính không ổn định, con giáp này phải có tiền hôm trước thì hôm sau đã bị hao tán. Bản mệnh không có kế hoạch chi tiêu rõ ràng nên dễ bị làm chi, mua sắm những thứ không cần thiết. Kỷ Tỵ 35 tuổi, công việc vẫn chưa ổn định khiến tinh thần dao động nhiều. Phải thật bình tĩnh, sẽ có may mắn vào giờ chót. Chuyện tình cảm tuy tốt đẹp nhưng chưa đi đến đâu. Đinh Tỵ 47 tuổi, có nhiều rắc rối trong công việc hiện tại. Chớ mất tinh thần, bình tĩnh giải quyết sẽ đau vào đó cả. Chuyện gia đình vẫn chưa ổn định, tài chính vẫn khả quan. Ất Tỵ 59 tuổi, tính chuyện bỏ tiền ra đầu tư vào lúc này không phải thời cơ chín muồi đâu. Hãy thư thả một thời gian nữa, tài lộc vẫn còn nhiều điều phải lo lắng. Quý Tỵ 71 tuổi, có tài lộc nhỏ bất ngờ, tuy thế vẫn còn vài điều tiếng thị phi vớ vẩn do sự hiểu nhầm mà ra. Dù vậy, thời gian này tương đối vui vẻ dễ chịu. Kết luận: sự nghiệp 8 điểm, tài lộc 6 điểm, sức khỏe 7 điểm, tình cảm 4 điểm, con số may mắn 91, 75 và 78. Tuổi Ngọ lên xuống khá khắc thường. Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 24 tới 30 tháng 9 2023 nói rằng tuổi Ngọ kiếm được không ít tiền trong tuần này nhưng chi tiêu chẳng phải vừa. Con giáp này cần phải tìm cách hạn chế hao tài, nếu không tiền kiếm được nhiều cũng không còn đồng nào. Đường công danh sự nghiệp cũng không khá hơn. Bản mệnh có thể
gặp những trở ngại chính mình tạo ra vào thời điểm đầu tuần. Con giáp này thiếu đi nọc lực làm việc phải chờ tới cuối tuần có thể khôi phục lại được phong độ của mình. May mắn là có cách tinh chỉ đường dẫn lối giúp bản mệnh hiểu được trách nhiệm của mình trong công việc cũng như cuộc sống, từ đó giúp con giáp này nhìn thấy tương lai của mình sẽ ra sao. Nếu không cố gắng, nỗ lực và chăm chỉ mỗi ngày, hoàn trình tình cảm không được thuận lợi, mối quan hệ giữa bản mệnh và đối phương đang trải qua nhiều thử thách, tuổi ngọ, nên nhớ rằng tình yêu dễ gì có được, xây mới khó chứ phá thì dễ. Con giáp này cho mình sống thiếu trách nhiệm và mang tội với bản thân. Kinh ngọ 34 tuổi hãy còn lúng túng lộn xộn trong chuyện tình cảm cá nhân, như mắc vào trong lưới, phải thật cứng nhắc mới khó khỏi. Tốt nhất nên dùng nỗ lực công việc đang làm, may mắn nhỏ về tiền bạc. Mộc ngọ 46 tuổi những tiến triển thuận lợi trong nghề nghiệp vẫn còn tốt đẹp, tài lộc nhờ đó cũng dư dả. Đừng nóng nảy trong gia đạo, chỉ gây xáo trộn mà thôi. Bính ngọ 58 tuổi vẫn còn nhiều chuyện lo lắng trong vấn đề tài chính, mặc dầu diễn tiến rất khả quan. Đây cũng là sự khó khăn tích lũy từ trước. Có tin vui về tài lộc, gia đạt bình an. Giáp ngọ 70 tuổi cẩn thận về sức khỏe, nhất là thay đổi trong thời tiết. Những khó khăn đã từ từ khắc phục và có thể bắt tay vào công việc mới. Con cái mang nhiều niềm vui. Kết luận: sự nghiệp 4 điểm, tài lộc 6 điểm, sức khỏe 6 điểm, tình cảm 2 điểm. Con số may mắn 49, 97 và 93. Tuổi Mùi nhiều bất ngờ đang đón phía trước. Theo tử vi tuần mới 12 con giáp từ 24 tới 30 tháng 9 2023, tuổi Mùi sẽ có nhiều bất ngờ trong chờ đón phía trước. Tài lộc trong tuần khá dồi dào. Từ đầu tuần con giáp này sẽ tìm được cơ may kiếm tiền làm giàu cho mình. Mọi chuyện đều thuận lợi. Trong công việc, con giáp này thể hiện quan điểm của mình nhưng chớ nên quá gay gắt. Bản mệnh có thể gặp rắc rối khi khăng khăng làm việc theo ý của mình mà không quan tâm đến những người xung quanh. Sự lắng nghe lúc này rất là quan trọng. Ngoài ra còn cần lưu ý tới kẻ tiểu hao hung tinh khiến tài vận có phần sa sút. Có vẻ như bản mệnh sẽ hụt tiền bạc ở những chỗ không cần thiết, song không mất mát quá nhiều đến mức phải rơi vào cảnh nợ nần. Tuổi Mùi muốn giữ được tiền cho mình thì nên lên kế hoạch tiết kiệm chi tiêu là đúng nhất. Vận trình tình duyên của con giáp này khá yên bình, không có nhiều biến động. Bản mệnh biết cách để làm cho nữ kia cảm thấy tin tưởng, yên lòng. Dù đôi bên xa cách, tuổi Mùi cũng nên thể hiện tình cảm của mình với đối phương nhiều hơn nữa. Tân Mùi 33 tuổi tình cảm còn nhiều chuyện rắc rối, chớ nên nóng nảy chỉ gây thêm phiền toái. Công việc hiện tại ổn định nhưng lưu ý có tiểu nhân mưu hại, cẩn thận thật nhiều về xe cộ. Kỷ Mùi 45 tuổi tình cảm cá nhân có nhiều tốt đẹp thuận lợi, cẩn trọng sự ganh ghét đố kỵ ngầm với những người chung quanh nơi làm việc, nhất là người cùng phái. Đinh Mùi 57 tuổi công việc làm ăn có những tiền chứng bá trước cho sự may mắn êm xuôi trong tương lai. Coi chừng về con cái, nhất là bạn bè của chúng mang lại chuyện buồn đó. Ất Mùi 69 tuổi chuyện gia đình, dòng họ ganh tị bất hòa vì những tranh chấp nhỏ
về quyền lợi khiến đau đầu, việc làm ăn phát triển hơn trước, gia đạo bình an, sự nghiệp 6 điểm, tài lộc 7 điểm, sức khỏe 2 điểm, tình cảm 8 điểm, con số may mắn 37, 86 và 34. Tuổi Thân, sự nghiệp có dấu hiệu khởi phát. Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 24 tới 30 tháng 9 2023 cho thấy đường công danh sự nghiệp của tuổi Thân có dấu hiệu khởi phát. Con giáp này có nhiều cơ hội để vượt qua thử thách mà cấp trên đưa ra. Có những chuyện tưởng chừng khó khăn nhưng khi bắt tay vào làm trở nên rất đơn giản, kết quả tốt đẹp. Tuổi Thân cũng có thể kiếm được khá nhiều tiền trong tuần này từ cả hai nguồn thu phụ là chính. Dù là người làm công ăn lương hay những người làm kinh doanh đều có thu nhập khá tốt, không lo túng thiếu. Tuy nhiên trong tuần tuổi Thân có những mối nguy hao về tiền mất của, chính vì thế bản thân cần phải đề phòng. Con giáp này chớ nên vội tin và lời mời những kẻ tiểu nhân, nếu không chính mình sẽ nhận lại thiệt thòi. Về phương diện tình cảm, tuổi Thân đang có nhiều lựa chọn nhưng vẫn chưa thể xác định được ai là người thực hiện, khiến cho trái tim mình rung động. Nhiều vấn đề phát sinh nhưng đều có cách giải quyết cả. Hãy để cho bản thân mình thêm thời gian suy nghĩ thấu đáo. Nhâm Thân, 32 tuổi. Chuyện vui buồn về tình cảm cũng chỉ như cơn mưa chợt đến và chợt đi. Đừng phiền lụy quá mà gây nhiều trở ngại cho công việc đang làm. Tài chính phải chi tiêu nhiều, chú ý về xe cộ. Canh Thân, 44 tuổi. Việc làm ăn vẫn bình thường, chưa được như ý muốn. Tài lộc còn phải lo nghĩ, vẫn còn phải mềm dịu hơn nữa trong chuyện tình cảm cá nhân, nhất là phải thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Mậu Thân, 56 tuổi. Những tính toán xếp đặt cho công việc mới bây giờ có thể tiến hành được. Tài chính thâu được khả quan, tuy có rắc rối nhỏ, coi chừng tiểu nhân ám hại. Bính Thân, 68 tuổi. Có tin vui bất ngờ về tiền bạc. Trong công việc hiện tại có nhiều việc bất như ý muốn không thể nói ra, cứ yên tâm, mọi chuyện sẽ qua nhờ quý nhân giúp đỡ. Kết luận: sự nghiệp 6 điểm, tài lộc 7 điểm, sức khỏe 8 điểm, tình cảm 6 điểm, con số may mắn 31, 62 và 13. Tuổi Dậu, rắc rối trong công danh sự nghiệp. Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 24 tới 30 tháng 9 2023 dự báo tuổi Dậu đối mặt với nhiều rắc rối trên con đường công danh sự nghiệp. Hung tinh chủ về tiểu nhân xuất hiện, đang ngâm nghe bày mưu phá hoại bản thân, lại thêm họa thị phi. Con giáp này dù không làm gì phải dễ chịu. Ông bản mệnh mong muốn làm việc đạt được kết quả nhưng lại gặp phải vô số cản trở, hiệu quả công việc giảm sút nghiêm trọng. Con giáp này cần phải tự sắp lại tinh thần của mình ngay đi. Mọi khó khăn thử thách có thể vượt qua nếu không ngừng cố gắng. Về phương diện tài lộc, con giáp này khá may mắn khi mà liên tiếp có người giới thiệu cho việc này đến việc kia để thăng thêm nhiều thu nhập. Các nguồn thu chính đều nguồn thu phụ cùng xuất hiện, nhưng tuổi Dậu cũng cẩn thận vào cuối tuần đề phòng có tiểu nhân. Mối quan hệ tình cảm của con giáp này tiến triển khá tốt đẹp, vợ chồng hòa thuận, không dễ xảy ra mâu thuẫn to tát gì bởi đôi bên biết lắng nghe và nhìn nhận nhau. Tuy nhiên, nếu để nói là tình cảm gắn bó, mặn nồng thì cũng chưa tới đâu, phải vun đắp nhiều hơn. Quý Dậu, 31 tuổi,
Tuy còn nhiều trở ngại, rắc rối về tiền bạc, nhưng công việc làm ăn có nhiều may mắn, nhất là có nguyên nhân giúp đỡ, tình cảm cá nhân thoải mái. Tăng Dật 43 tuổi nên bình tĩnh, giải quyết thật từ từ và sáng suốt để khỏi xảy ra sự thất bại lớn trong công việc làm ăn ở xa. Cần nhất là những giấy tờ kẻo dễ liên quan tới pháp luật. Kỷ Dậu 55 tuổi. Tuy có sự thuận lợi về nghề nghiệp, về công danh đang hùng hợp, nhưng phải thận trọng, kẻo bị mang tiếng thị phi cũng bị lường gạt. Đinh Dậu 67 tuổi. Đừng có nóng nảy một cách vô ích, càng làm thêm sự bất lợi cho mình, tiền bạc hơi sút kém. Cẩn thận thật nhiều về sức khỏe cũng như về xe cộ. Kết lục sự nghiệp 3 điểm, tài lộc 7 điểm, sức khỏe 8 điểm, tình cảm 2 điểm, con số may mắn 21, 84 và 54. Tuổi Tuất cần nhanh chóng tỉnh táo lại. Tử vi tuần mới 24 tới 30 tháng 9 2023 của 10 và 2 con giáp tới gần. Công việc của Tuổi Tuất không được suôn sẻ thuận lợi. Con giáp này dường như đang đắm chìm đâu đây, chẳng hề tập trung. Tuổi Tuất cần nhanh chóng tỉnh táo lại. Cơ hội dễ thăng tiến đã tới rất gần, có tín hiệu tốt cho thấy cấp trên đã chú ý, nhưng con giáp này cứ để tình trạng này tiến triển tiếp thì có lẽ sớm hay muộn cũng phải trả giá. Lời khuyên dành cho bản mệnh lúc này là cần phải nhanh chóng chuẩn chỉnh lại tinh thần. Về tình tài tài lộc có phần sa sút, con giáp này sẽ không gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Tiền bạc vào túi rất khó có thể giữ được, còn hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra mà bản mệnh phải chi tiêu mới giải quyết ổn thỏa. Bù lại, vận chuyện tình duyên của tuổi Tuất trong thời gian này khá khởi sắc, đặc biệt là con giáp còn độc thân sẽ có cơ hội đón nhận tình cảm từ tuổi tác khác. Đào hoa trợ mệnh, sức hút cá nhân khiến cho bản mệnh trở nên khác biệt. Giáp Tuất 30 tuổi, chớ nên xua tai nghe lời đựng mặt thái quá, dễ bị lường gạt về tiền bạc cũng như tình cảm. Công việc và tài lộc vẫn được thuận lợi thoải mái. Nhâm Tuất 42 tuổi, nên thận trọng về mặt đối ngoại cũng như trong cách cư xử với những người thân, kẻ bị thị phi khẩu thiệt một cách vô cớ, tài lộc bình thường. Canh Tuất 54 tuổi, đã giải quyết một phần khó khăn trong công việc đang làm. Về tài chính, tuần này có niềm vui bất ngờ từ xa đưa tới, gia đạo bình an. Mậu Tuất 66 tuổi, về việc làm và tài chính có gặp may mắn và có tin vui của con cháu. Lưu tâm tuần này sức khỏe hơi bị yếu kém, cẩn thận khi đi xa. Sự nghiệp 8 điểm, tài lộc 2 điểm, sức khỏe 6 điểm, tình cảm 2 điểm, con số may mắn 46, 85, 71. Tuổi Hợi tài lộc tương đối ổn định. Tử vi tuần mới 24 tới ngày 30 tháng 9 2023 cũng 12 con giáp nói rằng tuổi Hợi gặp nhiều khó khăn trong việc kiếm sự bình ổn, ổn trong vận trình tình duyên của mình. Bản mệnh cần phải bình tĩnh, chớ nên bốc đồng hốc tấp mà đưa ra những quyết định sai lầm ảnh hưởng đến quãng đường sau này. Điểm sáng nhất trong tuần này của tuổi Hợi là đường công danh sự nghiệp có dấu hiệu thăng tiến rõ ràng. Con giáp này có thể muốn tăng tốc ngay nhưng phải đợi đến giữa tuần thì vận khí mới tăng dần, thành công nối tiếp không ngừng. Về phương diện tài lộc của bản mệnh trong tuần khá ổn định, đầu tuần là thời điểm tốt để kiếm tiền. Con giáp này có ý định ký hợp đồng mở rộng quy mô kinh doanh thì nên lựa chọn trong thời điểm này. Sau đó về cuối tuần
những cơ may tạ lộc có thể tan biến từ lúc nào không hay. Vận trình tình cảm tuần này được cách tinh trợ mệnh, nên người còn độc thân có thể gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp với mình. Duyên trời đã xe, nhưng có nên đôi lứa hay không thì còn phải xem xét và tình cảm đối phương dành cho mình. Quý Hợi 41 tuổi vẫn còn khó khăn về mặt tài chính và nghề nghiệp, cũng cần cẩn trọng và tránh những phiền toái dễ bị thị phi có tài lộc nhỏ. Tân Hợi 53 tuổi có tin vui bất ngờ bởi những người phối ngẫu con gái thuần thảo, làm không khí gia đình rất đầm ấm vui vẻ, tài lộc và công việc vẫn bình thường. Kỷ Hợi 65 tuổi công việc và tài chính chưa được như ý, gặp lúc khó khăn phải biết uyển chuyển, đừng cố quá chấp, lưu tâm kẻ tiểu nhân hay trộm cắp. Kết luận: sự nghiệp 2 điểm, tài lộc 4 điểm, sức khỏe 6 điểm, tình cảm 2 điểm, con số may mắn 67, 35 và 76. Xin hết. Thấy giá trị và hữu ích, xin ủng hộ chương trình để thêm nhiều động lực. Mệnh chủ chưa đăng ký, hãy nhấn nút đăng ký, nhấn chuông, nhấn ngón tay và like ngay trên màn hình điện thoại của mệnh chủ để nhận thêm nhiều thông tin bổ ích nữa. Và hãy chia sẻ cho mọi người. Kênh Phong Thủy Chinh Phương Rin xin cảm ơn mệnh chủ đã coi hết video này. Xin kính chúc mệnh chủ luôn luôn gặp mọi sự an khang hạnh phúc. Xin chào, hẹn gặp lại mệnh chủ các video tiếp theo. Bye bye.